Ở đây là anh 0983 111 522 ngã tư Bá Viên Đức Thọ Hà Tĩnh lấy 4 cặp trứng chim cu của thao đã chuyển khoản. Ồ, để chứng minh cho cái việc thao chim cu gáy bán trứng chim cu chất lượng và có phôi và có đảm bảo thì hôm nay mình thực hiện cái clip này để tặng cái anh ở Nghệ An, anh ấy có chuyển khoản cho mình và anh đặt 4 cặp trứng chim cu. Thì đây đây là đôi số đây là đôi số 79 B. Đó, trên này là 79A và đây là 79B. Thì các bạn thấy là trước khi mình nhặt trứng thì mình có thể quay cái con chim mẹ nó đang ấp. Kìa, mình zoom lại một chút. Đó, các bạn nhìn thấy đây là con chim mẹ đang ấp nha. Và đây là con chim bố này, con chim bố đó. Thì mình sẽ nhặt trứng ra. Và công việc nhặt trứng thì các bạn mình chia sẻ với các bạn là mình sẽ không lên 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 đó, mình động động một chút như vậy là con này nó sẽ ra. Thì mình đừng lên vạch bất chợt, con chim nó sẽ nhảy nhảy mạnh ra khỏi ổ và nó sẽ gì? Nó đạp vào hai quả trứng và hai quả trứng nó sẽ đập vào nhau. Đó, ngoài thì đó thì đây là mình sẽ tại sao mình lại bảo là các bạn lên báo cho mình trước để mình sẽ kết hợp với chim của các bạn đang ấp. Đó. Thì đây là con này là bắt đầu mới ấp của ngày mới đẻ, bắt đầu đẻ quả thứ nhất vào ngày 20 tháng 3. Thì khi nó đẻ xong là rơi vào khoảng ngày 21 22. Và hôm nay là cái thời điểm mình nhặt trứng để đó, mình vừa nói đâm ra nó cũng hơi phạch phạch một chút, anh em thông cảm. Đó, thì mình sẽ nhặt. Ok. Ok. Và khi mình tút tay ra, đây là quả trứng nhá, anh em nhá. Trứng chim cu mình rất là to. Đó. Mình nhặt quả thứ nhất, ok. Đó. Ơi đợi tí nhá, đang nhặt trứng cho khách. Và vừa rồi là mình đã nhặt xong và có khách một chút. Và bây giờ mình sẽ tiếp cận cái ổ này. Đó, nó đang ấp ra khỏi ổ, đó, hai trứng, đó. Vậy vì chi là đây là cái mà mình khẳng định với các bạn là mình chơi với các bạn về những chú chim á là chơi chơi ok, chơi đầy đủ, chơi trọn vẹn luôn. Đó, tại vì là buôn bán qua mạng mà bây giờ không có uy tín thì cũng sẽ mất đi tất cả những cái gì thuộc về của mình. Đó, thì mình cũng sẽ nếu như các bạn mà nuôi mà nó các bạn đã xác định thò tay vào này mà các bạn không bán đi những con chim cu ta này nó sẽ có cái hơi của nó và các bạn nên nhặt một quả một thôi nhá, đừng tham nhặt hai quả, trứng mới còn nóng hổi này. Đó. Trứng này trắng trong vắt luôn. Đó. Trứng này trắng trong là đi xa là ok luôn và mình nót vào vô đây. Đó. Rồi tiếp theo mình quay lại mình nhặt quả lửa. Vậy với chi là khi mình nhặt đi thì đó, con này nó hăng nó bảo vệ trứng. Các bạn nên động động để cho nó ra. Chim của mình nó thuần đến mức độ như thế. Các bạn thấy không? Chim rất là thuần luôn. Giờ mình đi ra khỏi là nó vào nó u luôn. Thì là đấy là những đôi rất là thuần phục của mình. Nó lại vào nó u luôn. Đó. Các bạn thấy không? Nuôi chim nó là như vậy. Chim nó rất là say, rất là thuần thục. Và mình thấy là nó đến là nó rất là không phải phạch một tí nào luôn. Chính vì thế là mình sẽ nhặt quả trứng này đi. Đó,
đó, mình sẽ bảo vệ quả trứng đó, con chim nó rất là đó. Đây đây là quả trứng và đây là mày, thông cảm nhá, cho mày đi vào trong Nghệ An để cho anh em giữ giống đó. Thì mình cũng sẽ cho vô đây và mình cũng sẽ quấn gói cẩn thận đó. Mình sẽ tạm dừng một chút đây. Kế tiếp đây là những em này cũng vậy thôi, em này cũng sẽ là đang ấp. Và đây là những cái cặp bố mẹ điển hình của mình sẽ bán giống cho các bạn đó. Và các bạn thấy là con chim này là đang ấp đó, rõ ràng là đang ấp. Mình có thể đi sát vô. Ấp rất là say đúng không? Và bây giờ mình quyết định mình sẽ khẽ khẽ cho nó ra để mình nhặt trái trứng cho anh em. Ra đi, ra, ra, ra đi, đừng bay phành phạch, ra từ từ thôi. Đó. Thì mình thiết kế là như vậy. Anh em có thể thấy là mình nhặt trái trứng này đó, nhặt rất từ từ thôi nhá. Đây là cặp trứng này, đây là cặp bố mẹ này đó. Và trứng các bạn là nên nhớ là các bạn chỉ nhặt trong vòng khi các bạn chim của các bạn bắt đầu đẻ quả thứ nhất, các bạn báo cho tôi, hoặc là chuẩn bị đẻ làm ổ các bạn nên báo tôi để tôi kết hợp, tôi sẽ lấy trứng của chúng tôi đúng vào cái thời điểm của các bạn. Nó chỉ vây nhau trong vòng khoảng 3 ngày 4 ngày. Để chúng ta khi mà trứng mà bắt đầu đẻ chúng ta có thể bảo quản được mấy ngày. Mùa này thì rất tốt. Còn nếu mà trứng mà đến lúc nó mà sắp nở, còn 13 ngày nở thì đến ngày thứ 10, ngày thứ 11 ngày thì các bạn báo cũng được, thì mình sẽ nhặt những cái quả trứng của mình nó cũng là đúng cái tầm như thế. Thì về các bạn chỉ thả vào 3 4 ngày là nó đẻ nó nở đấy. Thì những cái lúc đấy nó không bị chết thôi. Về đoạn sau thì con nó cũng không bị chết. Tuy nhiên là nó cũng chỉ trong vòng chuyển trong vòng một ngày thôi. Còn nếu như mà về về giai đoạn đầu là tôi ưu tiên khuyến cáo hơn đó. Thì tôi sẽ phải đánh dấu đôi nào cặp nào đi cặp đó đúng không? Còn đang ấp mình cũng sẽ nhặt trứng ra đó, mình sẽ nhặt từ từ thôi. Nếu các bạn nhặt hai quả thì các bạn có kinh nghiệm nhỉ, các bạn mình bắt trước thôi. Vỏ trứng trên cu rất là mỏng. Ok đó, rồi ok. Khi bạn cầm đúng như này, hai cái vỏ trứng nó không bao giờ được tì vào nhau đó. Và coi như là goodbye IU rồi đó, coi như là đây là bố mẹ đó, cặp trứng của nó đó. Đó, ok, mình xin phép mình chỉ quay vậy thôi, không nó sẽ hại chim của mình. Và các bạn thấy đấy là mình nhặt trứng đó, mình nhặt trứng đó, mình để ở đây và mình sẽ quấn theo cặp của nó. Các bạn là trứng vẫn còn nóng hổi đó, đây các bạn nhìn này, trứng này mới bóng trơn à, ok luôn. Và thường mình sẽ quấn quấn những chỗ này là mình quấn ở đây là hai quả đó. À, bạn lấy 4 cặp mà. Đó. Thì với cái quy trình mà mình đánh số ghi mã tên như thế này, rồi tất cả những cái
cái khuôn viên như thế này. Các bạn thấy là mình làm về cái chủ đề về con chim cu gáy rất là nghiêm túc, chứ đâu không phải chuyện chơi. Và các bạn về ấp trứng thì có vấn đề gì, nở hay không nở hay như thế nào, các bạn nên ý kiến lại cho tôi. Và đây là những cái dàn vú nuôi, rồi một cái mô hình mà tôi gây dựng lên để đại diện cho anh em miền Bắc chơi chim cu và bán giống chim trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip. Đó. Số điện thoại là 0163530592. Mình tên là Thao, với biệt danh là Thao Chim Cu Gáy. Và cái địa chỉ nhà mình thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình ship toàn quốc chim cu gáy, trứng chim. Ok. Đó, thì đến bây giờ là mình đã nhặt đến cặp thứ tư. Và đây là mỗi một cặp, và tụi mình sẽ cho vào máy ấp tự chế của mình, rồi sáng mai mình chuyển sớm, mà sau khoảng 5 tiếng thì anh em sẽ nhận được. Và đây là cái cặp này mình cũng để giống cho anh ý. Đó. Đó. Đó, đó là con trống nhá. Thì các bạn thấy là con mái đang ấp kìa. Đó. Thì ổ im chim của mình nó rất đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ thò tay và mình nhặt mỗi trứng không. Đó. Anh em thấy là Thao đã quyết tâm gây dựng để đó, mình cũng chả biết là trong đó, chỉ biết là hai ngày hôm nay nó đã nằm, thì mình kiểm tra xem là nó đã đạt được hai quả chưa. Nếu như hai quả thì mình sẽ chuyển cho anh em, mà nếu một quả thì để cho nó đẻ tiếp. Đó. Rất là gan dạ. Mình chắc chắn là mình nhìn thấy một quả rồi. Nó ấp rất là say. Đó, các bạn thấy không? Hai quả nhá. Bắt đầu ra khỏi ổ nhá. Đó, và bây giờ mình thực hiện, mình sẽ nhặt hai quả này đi cho anh em. Đó. Thì cách thiết kế chuồng của mình nó rất đơn giản thôi. Mình không cho rắn vào được, nhưng mà mình sẽ có cái chỗ để mình lấy trứng, mới lên mình bắt con. Anh em thấy là mình chia sẻ rất là hết mình đúng không? Nếu anh em cảm thấy những cái clip của mình nó thực sự là bổ ích thì anh em có thể là comment, like hoặc là đăng ký để mình có động lực mình xây dựng cái kênh chim cu gáy này. Đó, bạn thấy không? Mình làm rất là kỹ càng. Đó, rất là kỹ càng. Đó, các bạn thấy không? Mình đâu có. Đó, nó biết là nhặt trứng của nó đi là nó cũng mắng mình đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà thông cảm, trứng của mày sẽ được thành con và sẽ được đi khắp mọi miền Tổ quốc. Đó. Và bây giờ là mình sẽ thò tay vô đây. Đó. Các bạn nên nhớ là mình đã xác định quay thế này, là mình đã xác định là ok. Đó, đây là mình lấy một trái, từng trái một, trứng vẫn còn nóng hổi anh em nhá. Ui. Em gà kia em lại đi chơi. Đó, các bạn lấy nhá, lấy rất là khéo nhá. Đó, sau khi lấy xong là mình sẽ để thật là khéo vào một vị trí nào êm à, chứ không tùy tiện tham. Tại vì thực ra là cái trứng này nó rất là nhạy cảm, vỏ nó rất là mềm. Đó, mình để tạm đây. Đó. Và đây là còn một trái nữa.
thì quý vị các bạn mua trứng chim là mình đảm bảo tuyệt đối trứng của mình là bố mẹ đấy, nó đang ấp và nó có phôi 100%. Tất nhiên trong quá trình ấp thì nó cũng phụ thuộc vào vú nuôi của các bạn, phụ thuộc vào cái thời tiết, vào cái như mình sẽ cố gắng đạt được 100%. Cái mà mình mong muốn ở đây là mình gây dựng một cái thương hiệu lâu dài. Đó, ok. Nếu các bạn nào mà không hài lòng cái vấn đề gì, không nên có những cái ấy mà lên gọi điện thẳng với mình, bởi vì mình sẽ giải quyết trong mọi nếu như thực sự là như thế nào đấy, đó, thì mình cũng thôi, mình cũng sẽ phải đi ra ngay để cho nó được an lành về những cái đó, mày. Ok, thì mình cũng sẽ nhặt vô đây, ok chưa? Đó, đã chứ, đó. Và mình nhìn qua là nó mới bắt đầu vào ấp chứ chưa có vấn đề gì cả. Và mình sẽ bảo vệ cái này không con gà mái nó lại tấn công mất. Và ban nãy mình để một quả trứng ở bên này, thì mình lại sang bên này mình lấy. Đây. Đó. Nếu như mình quay như này mà mình không không để thì các bạn thấy là rất là nguy hiểm. Nó mình phải để mỗi quả một góc này. Đó. Và xưa các bạn bây giờ mình sẽ quấn quấn đánh dấu ô nào, giọng nào, bố mẹ như thế nào. Mình sẽ dán vào trong và để trong máy ấp để bảo dưỡng trứng. Đó. Cái công việc rất là thầm nặng nhưng rất quan trọng anh em ạ. Cái việc đó thật sự là mình đã chia sẻ. Đó. Đây nha. Mình để đây nha. Ok chưa? Đó. Và bây giờ mình sẽ ghi đôi này là đôi. Ghi đó, A thổ 21 tháng 3 chuẩn. Đó, chữ hơi xấu nhưng mà được cái rất đam mê cu. Đó, bây giờ mình sẽ gói vô đây. Gói. Gói, quấn vào. Từng quả riêng. Sau khi quấn quả này xong thì quấn quả này. Để ra đây. Không nó nhầm lẫn. Quấn. Đó. Thì quấn hai cái này. Hai cái này lại quấn thành một một khối. Đó. Quấn vô. Quấn vô. Đó. Thế sau đó là mình lấy cái băng keo. Đợi một chút. Lấy cái này. Ok chưa? Đó thì mình sẽ dán thế này. Anh em về cũng lấy kéo cắt ra nhá. Và đến đây là mình sẽ dán cái này vào đây. Đó. Thì đây là một cái ok rồi. Rồi những cái cặp tiếp theo mình cũng làm vậy thôi. Đó, đây là hai trái mình để ở đây. Hai trái này là ok thì các bạn thấy đây mình sẽ thổ đồng hay đôi này cực hay nhá. Bạn ở Nghệ An mà có xem clip này thì nhớ cái nội dung của cái cặp chúng này. Mình cũng sẽ máy của mình thì thường là không có máy chuyên nghiệp, mình cứ dùng điện thoại. Thỉnh thoảng mà có thỉnh thoảng có người gọi thì anh em thông cảm. Đó. Đó, trứng.
Đấy, tôi không phải là ngẫu nhiên tôi làm cái clip này, tôi làm để cho bằng đó. Rồi đây cặp này thì cặp này sao nào? Cặp này ok, cặp này ok ok luôn. Cái này thì không thể rơi, không thể vỡ được anh em nhé. Anh em thấy là tôi rất là chịu chơi. Đây là bốn cặp trứng. Thì về cơ bản là bây giờ tôi sẽ làm việc như sau. Đây là cái khu vực tôi úm chim non. Đó, tôi úm chim non. Đó. Và đây là khuôn viên tôi nuôi chim. Nhà tôi chả có gì hơn ngoài chim. Đó. Thì anh em thấy là đây là cái máy mà tôi bảo dưỡng trứng. Đó. Thì tôi sẽ bỏ vô đây. Đó. Đây. Cái máy này các bạn nên nhớ là nó rơi vào 37 độ 1 hoặc 37 độ 2. Và cái độ ẩm nó từ khoảng 55 đến 75 độ. Đó. Và tôi sẽ đặt nó vô đây. Đó. Tôi sẽ đặt vào đây. Alo. Vâng chào anh ạ. Em hỏi thì cái em mua của anh hai đôi cô gái rồi mà. Như là lồng nó chặt em dồn hai đôi. Để lẫn nhau có để được không anh nhở? Hay vẫn đôi một ạ? Không, không lẫn được đâu. À, không lẫn nổi ạ? Không. Cái làm lồng vuông mét rưỡi cũng không được. Không, mét rưỡi cũng được nhưng mà không bao giờ lại chung được. Chung là nó quánh nhau cái đúng. À, nhà nó chặt. Ôi mùa của anh về gáy tốt lắm rồi. Mùa lâu chưa? À, năm ngoái mua chùm non rồi. Chùm non đang bón hay là biết ăn rồi? Biết ăn rồi. À, đẹp không? Đẹp ạ. Ừ, đấy tốt à? Vâng, tốt lắm ạ, còn giống của bên anh chuẩn ấy, em ấy còn anh bán thương hiệu thật. Như nào mà chuẩn, em bảo như nào là chuẩn. Thứ nhất là như nào là chuẩn. Em cũng không được đến trực tiếp, em chỉ gửi tiền qua tài khoản. Nhà xe, tài khoản nhà xe các anh đây. À, em gửi tiền cho nhà xe chứ không chuyển khoản trước đúng không? Vâng ạ, vì em cũng biết các anh là ai đâu mà. Thứ nhất em là thằng đi trước cũng ghê chứ. Cứ mua liều thế, cứ mua thôi, hiểu không? Vâng ạ, thấy các anh bán hàng cũng thương hiệu thật. Anh bán một tháng anh bán hàng trăm con chim mà không thương hiệu thì làm sao mà người ta đổ xô người ta mua chim của anh. Năm nay hàng biết ăn lấy rồi ba tiền đôi anh. Hàng cua cái gì mà trước em mua anh là cua đất, cua mỏ mỏ xanh, đầu xanh cái gì đấy. Đầu xanh đuôi xám. Đấy. Ừ. Hàng ăn lấy thành thạo rồi anh bán 700 một đôi. Nó được khoảng 3 tháng tuổi, bắt đầu từ lăm tăm bốn cườm rồi. Vẫn giọng thổ hết đấy ạ. Chim to, chườm dài, giọng thổ. Vâng ạ. Vâng ạ. Thích anh nhé. Ừ, cô ấy san ra nhá. Nó trưởng thành, nó kể cả em mua cái lồng bồ câu trị giá khoảng hơn 100.000 một cái nhưng mà nó vẫn khác. Tại vì chim em nuôi từ lúc non nên là nó thuần. Thì em mua cái lồng bồ câu em trồng hai cái nên nó bắt vít vào tường ấy. Xong rồi em làm cái khay, mua cái khay có 12.000 một cái em để cái thằng trên ỉa vào đỉnh thằng dưới. Thế xong thì tuần, hai tuần thì mình vệ sinh. Chứ mà làm lồng rộng thật thả chung không được ạ? Không, không được đâu. Lồng rộng nó bay phành phạch ra mà nó vẫn đánh nhau. Mà hai nữa là nó không hiệu quả. Đúng rồi, hôm nay em làm cái lồng rất cẩn thận mà nó vẫn bay phành phạch. Chim nó nhát, em làm lồng rộng là chim nó nhát. Vâng. Em làm lồng, cái lồng bồ câu em, anh hình dung ra em chỉ mất khoảng 70 phân mặt bằng thôi để cái lối hiên hóc cái đấy, xong rồi mình bắt vít móc vào tường ấy.
Vâng, em hiểu ạ. Ừ nhá. Vâng ạ. Ok. Alo. Anh bán Mạnh Khuyên đúng không Bán gì em? Bán Mạnh Khuyên á. Chim Mạnh Khuyên á? Không, em xem ở đâu mà có chim Mạnh Khuyên anh bán em. Ý anh bán cái gì nhỉ? Anh bán chim cu gáy. Cô gái nhỉ. Ừ. Xin lỗi. Ừ, thôi nha.